Xin chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp tối ngày 10 tháng 6, được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh Sen Vàng TV. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính ngay sau đây. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, một sản phụ Gosiami Tamara Shihou, 37 tuổi tại Nam Phi mới đây cho biết đã hạ sinh 10 em bé tại một bệnh viện ở Pretoria, một trong ba thủ đô của nước này, phá vỡ kỷ lục được ghi nhận trên thế giới về các ca sinh nở. Theo đó, 7 bé trai và 3 bé gái chào đời trong ca sinh mổ ở tuần thứ 29 của thai kỳ. Ban đầu, các bác sĩ siêu âm chỉ thấy 8 em bé, nhưng người mẹ đã vô cùng ngạc nhiên khi chào đời lại đón tới 10 em bé cùng một lúc. Các em bé sơ sinh sẽ phải ở lại bệnh viện trong vài tháng để theo dõi rồi mới được về nhà. Trước đó, cặp vợ chồng này đã có một cặp song sinh 6 tuổi. Người chồng chia sẻ với truyền thông địa phương rằng gia đình rất hạnh phúc và vui mừng. Các bác sĩ cho biết mang thai 10 em bé cùng một lúc là vô cùng hiếm và rủi ro cao. Nếu được xác nhận thì đây sẽ là ca sinh 10 đầu tiên trên thế giới được ghi nhận. Phía chính phủ Nam Phi đã nói rằng đã nhận được thông tin từ truyền thông nhưng còn cần phải xác minh. Nếu xác minh được, chính quyền sẽ cung cấp những sự hỗ trợ cần thiết. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness cũng đã nhận được thông tin và đã gửi lời chúc mừng. Đồng thời, tổ chức này cũng cho biết chưa thể xác nhận được đây là kỷ lục vì hiện tại sức khỏe của mẹ và các bé là ưu tiên hàng đầu. Chiều ngày 9 tháng 6 giờ địa phương tại thành phố Gwangju phía tây nam Hàn Quốc, một tòa nhà cao 5 tầng đang trong quá trình phá dỡ công trình thi công đã bất ngờ đổ sập xuống một chiếc xe buýt đậu gần đó, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 8 người bị thương nặng. Tất cả nạn nhân đều là hành khách và tài xế trên xe. Theo camera hành trình của một chiếc ô tô di chuyển trên đoạn đường gần nơi xảy ra sự việc được ghi lại, sau một tiếng động kinh hoàng, một khoảng không gian phủ kín bằng bụi mù và đống tường gạch đổ nát, tòa nhà đã đổ sập trực tiếp xuống và gần như chôn vùi hoàn toàn chiếc xe buýt. Lực lượng chức năng đã mất khá nhiều thời gian để triển khai công tác cứu hộ và đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài. Đồng thời, họ cho rằng hai xe hơi khác cũng bị vùi lấp trong đống đổ nát. Tuy nhiên, phía chính quyền sau đó đã xác nhận rằng các phương tiện này đã may mắn thoát nạn. Hiện tại, sự việc tòa nhà 5 tầng bất ngờ đổ sập khiến hàng chục người thương vong đang gây rúng động dư luận Hàn Quốc. Cơ quan chức năng vẫn đang triển khai tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Vào ngày 9 tháng 6, ông Trần Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Nam, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến ba em nhỏ tử vong. Được biết, sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 6 vừa qua. Vào thời gian trên, năm em nhỏ đang ở độ tuổi 8 đến 12 tuổi, cùng trú tại xã Quảng Nham đã rủ nhau xuống bãi biển thuộc thôn Thắng xã Quảng Nham để tắm. Trong lúc tắm, các em không may bị sóng cuốn ra xa. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân đã lao ra ứng cứu, nhưng chỉ cứu được hai em nhỏ, ba em còn lại bị sóng biển cuốn trôi mất tích. Sau khi nhận được thông tin từ người dân, chính quyền xã Quảng Nham đã nhanh chóng đến hiện trường và huy động các lực lượng cùng đội cứu hộ để tìm kiếm các em mất tích. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, thi thể hai em được tìm thấy, một em 11 tuổi và em còn lại 9 tuổi. Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể của một em nhỏ 8 tuổi trôi dạt tới vùng biển xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương. Được biết, trong 3 em gặp nạn thì có 2 em là anh em trong một gia đình. Thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em. Vì thế, để hạn chế mức thấp nhất những trường hợp tương tự, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình cần phải nâng cao truyền thông, giáo dục về kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, tổ chức và trẻ em trong việc phòng chống đuối nước. Sau 14 ngày hoàn thành cách ly, hai con hẻm bị phong tỏa vì liên quan đến hội truyền giáo Phục Hưng cuối cùng cũng đã được tháo dỡ, khiến cho người dân vô cùng vui mừng. Người dân được tặng hoa để khích lệ tinh thần, tiếp tục chung tay chống dịch cùng với tất cả mọi người. Đây chính là con hẻm có trụ sở sinh hoạt của hội nhóm truyền giáo Phục Hưng và đã ghi nhận hàng loạt ca mắc COVID-19 trong thời gian vừa qua. Đúng 9 giờ cùng ngày, hàng rào phong tỏa được lực lượng chức năng tháo dỡ khiến cho người dân tại đây rất vui mừng. Trong 14 ngày vừa qua, người dân tại đây rất lo lắng, hồi hộp vì nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên trải qua 14 ngày giãn cách, người dân vẫn bình an vô sự nên ai nấy cũng phấn khởi chứng kiến giây phút lực lượng chức năng tháo gỡ hàng rào. Mặc dù vậy, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khuyến cáo đến tất cả người dân nên hạn chế ra đường và tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong cộng đồng. Theo như cơ quan chức năng, nơi này đã có khoảng 40 hộ dân sinh sống.
Từ 40 F0 của điểm hội nhóm Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, chỉ trong vài ngày, ngành y tế đã truy vết được hơn 300 trường hợp dương tính là F1, F2 và có cả F3. Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường 3 quận Gò Vấp đã thực hiện gỡ phong tỏa hẻm 891/10 Nguyễn Kiệm. Sau khi hẻm này hoàn thành 14 ngày cách ly, hẻm từng ghi nhận trường hợp F1 liên quan đến chùm lây nhiễm trong điểm truyền giáo Phục Hưng nên đã bị phong tỏa. Người dân được tặng bánh mì để dùng tiếp trong những ngày tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại quận Gò Vấp. Hiện tại, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng. Mỗi người dân chúng ta hãy nâng cao ý thức phòng dịch một cách tối đa nhất có thể. Không nên lơ là chủ quan, hãy luôn tuân thủ đúng nguyên tắc 5K từ Bộ Y tế và cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhé! Vừa qua đã có quyết định tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin trên được ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp bị ảnh hưởng COVID-19 tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 6 hôm nay. Ông Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là tiêm vaccine cho toàn bộ người dân thành phố. Do nguồn cung không thể có ngay một lúc nên phải theo lộ trình. Cố gắng trong năm 2021 phải tiêm được 2/3 người dân thành phố đang trong độ tuổi được tiêm vaccine. Hiện nguồn vaccine đang được đàm phán với nhà cung ứng. Tùy loại vaccine sẽ được quy định tiêm cho từng độ tuổi khác nhau. Dự kiến trong ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có báo cáo cụ thể về nguồn vaccine và lên kế hoạch triển khai tiêm chủng cho toàn dân. Ông Phong nói, sức khỏe của người dân là mục tiêu hàng đầu, song không phải vì vậy mà không thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Sự đồng hành của các doanh nghiệp với thành phố là rất đáng quý, tinh thần của thành phố là rất chủ động trong vấn đề xin vaccine. Đây là yếu tố quyết định căn cơ để chúng ta thoát khỏi dịch bệnh. Không chỉ tiêm đợt 1 mà phải tính đến việc tiêm hàng năm vì thực tế, biến chủng COVID-19 không ngừng biến hóa và rất nguy hiểm. Trước đó, kiến nghị với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, các hiệp hội trong ngành cơ khí, dệt may, thêu đan, du lịch, bán lẻ đều cho rằng thành phố cần sớm ưu tiên vaccine cho công nhân, người lao động để đảm bảo sản xuất, chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng không bị đứt gãy để đảm bảo tăng trưởng kinh tế cho thành phố. Việc tiêm vaccine cho người dân đang là một việc được đặt lên hàng đầu. Mặc dù vậy, chúng ta cũng không nên chủ quan, phải hết sức nâng cao tinh thần chống dịch, thực hiện tốt quy tắc 5K từ Bộ Y tế và hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết. Vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật được trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem được những tin tức mới nhất, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký cho kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.